Hãy vui không phóng dật, khéo phòng hộ tâm ý, kéo mình khỏi ác đạo như voi bị sa lầy. Câu này á, tích truyện hay lắm. Có cái con voi này, nó từng là một cái con voi rất là lớn và rất là giỏi. Nó tên là Bavekayaka. Con voi này là voi của nhà vua đó, của vua Ba Tư Nặc. Nó còn trẻ, nó rất là khỏe mạnh và nó đã từng là voi chiến trong rất là nhiều trận chiến quan trọng. Nhưng mà khi nó về già đó thì sức lực của nó bị yếu đi. Mà vì nó đã từng là một con voi chiến rất là hùng dũng, cho nên nó rất là to lớn, nặng nề hơn các cái con voi khác nữa. Thì một ngày nọ khi nó lội ngang các cái hồ lớn thì nó bị lún chân xuống bùn, nó không có bước đi được. Nhưng mà bởi vì á, nó quá là lớn đi, cho nên á, là không có ai cứu nó được hết. Nó ở trong cái thế là sao? Rất là nguy hiểm ha. Thì rất là may có một cái vị quản tượng này khá là giỏi. Thì cái ông này, ông đến, ông nhìn thấy cái thế là không thể kéo nó lên được, đúng không? Thì ông mới bắt đầu bày trận, ông bày binh bố trận là ông đeo tràng hoa, đeo vòng, đeo những cái giáp sắt giống như là con voi đa trận vậy đó. Bắt đầu chính bản thân ông cũng đeo như vậy. Sau đó rồi ông làm gì? Ông đánh trống trận, ông giương cờ lên, ông làm rần rần giống như cái kiểu là nó nghinh chiến vậy, giống như là con voi này đang ở trận tiền vậy đó. Thì trong một cái khoảnh khắc mà con voi á, trong tiềm thức của nó đã từng là một con voi chiến rất là hùng dũng ở trong các trận chiến, cho nên khi mà nó nghe tiếng trống trận, khi mà nó thấy cờ giương lên, khi mà nó thấy áo giáp và cơn đai như vậy thì nó hí lên một tiếng, nó sao, nó dùng hết sức của nó bứt ra khỏi cái vũng lầy đó luôn. Mình thấy cái hình tượng này rất là hay nè. Ai cứu nó? Chính nó tự bước ra khỏi vũng lầy, đúng không, bằng cái sức bật của nó à, chứ không có ai lôi nó lên được hết vì nó quá nặng. Cái hình tượng này cô rất là thích nha quý. Cái sức bật ở trong tu tập. Bây giờ cô ngồi đây cô giảng kinh cho quý Phật tử nghe, nhưng ai tu? Đúng không? Cô giảng là để cô khuyến khích quý Phật tử, để cô nhắc quý Phật tử và cũng là nhắc cô, đúng không? Nhắc cô lời dạy của Phật như này nè. Ngày hôm nay con sống đầy sân si chưa? Con sống đầy bất an sợ hãi, nghĩ về quá khứ, lo lắng tương lai, lo trả thù trả đũa, chà đạp xỉa sói người khác chưa? Hay là mình quay về mình soi lại, mình moi ra cái lỗi của mình để mình chuyển hóa. Đó là cô giúp cô và quý vị cùng tỉnh thức để mà nhớ lại để tu. Nhưng ai tu? À, cô tu cho cô, quý vị tu cho quý vị, phải không? Rồi ai giúp mình giác ngộ? Mình. Mình nương cái giáo pháp của Đức Phật để tu đúng và giác ngộ. Chứ Đức Phật có giác ngộ giùm mình không? À, khéo phòng hộ tâm ý, cái khéo léo để mà mình phòng hộ tâm ý mình để chi? À, kéo mình khỏi ác đạo. Đức Phật ví dụ cái hình tượng con voi bị sa lầy như rớt vào trong cái đường ác. À, trong các cái đường ác thì mình ai tự mình giúp mình? Chính mình ha. À, cho nên mỗi lần mà mình thấy mình bị chìm nổi quá, mình bị phiền não quá, mình không có thoát ra được những cái bế tắc này quá, thì nhớ cái hình tượng con voi lâm trận như nào? Tự bật dậy, cái sức bật đó nó nằm ở trong mình, được không? À, và mình cố gắng lên.